Chào anh chị, thì em sẽ lên cho mình một cái máy vừa có thể xay sinh tố được và có thể vừa nấu xay sữa hạt được đó anh chị, nó công dụng ha. Thì ở đây một cái cối thủy tinh sẽ kèm theo cái cống đông và cái đồ rửa hạt cho mình và cái đồ vệ sinh ha. Thì ở đây thì em có cái cối này thì là cối thủy tinh, ở trên này thì nó cái dòng nắp này nè anh chị. Khi anh chị mua những cái dòng cối xay thì mình phải mua, thì mình sẽ xem ở trên cái dòng này nó sẽ có cái ron giữ ở đây không anh chị. Khi mà mình nấu sữa thì có cái lúc mà nhiệt độ của nó đến cái lúc mà nó xay đó thì nó cần phải có ở trên này thì nó sẽ giữ chặt, và khi mà nó sẽ giảm nhiệt độ, ví dụ như nó giảm cũng như là nó sẽ giữ nóng cho mình luôn anh chị. Còn có những cái nắp mà nó sẽ không có ron như thế này là nó sẽ không giữ nóng được đâu cho anh chị ha. Và cái dòng này thì mình có thể nấu súp và nấu các loại nóng á, thì 1400 ml. Còn anh chị có thể xay đá khuôn là lạnh nè, anh chị có thể xay đá là 1750 ml, là xay đá là xay sinh tố rồi đó anh chị. Để ở đây sữa nó sẽ sử dụng điện là 220 ha, công suất của nó là 800W và 1000W anh chị, 800W và 1000W ha. Đây, ở đây khởi động dùng menu thịt đơn. Khi anh chị muốn nấu sữa đậu nành thì mình chọn thường sữa này, còn không anh thì anh chị chọn bấm cái này thì để mình chọn lựa các cái yếu tố nấu khác ha. Đó, dòng này thì đây, dòng này là một cái cối thủy tinh to, ron còn ok. Dòng này là dòng nó sẽ có cái chế độ cho mình để vệ sinh, để làm sạch khi mà mình đang còn giữ máy nè. Khi anh chị nấu sạch nấu xong anh chị thì nó sẽ có một cái để làm sạch clean, làm sạch cối cho mình nữa nè. Để những cái cặn ở trong cái cối này nè thì nó sẽ không có bị kẹt lại ha. Cái dòng này nó sẽ có 8 lưỡi, 4 lưỡi lưỡi to và 4 lưỡi nhỏ anh chị ha. Cối nấu sữa hạt. Rồi anh chị nào có yêu thích thì cứ gọi lại số line 0703948359 nha anh chị. Giá thành thì nó là 1.900.000, bên em đã bao gồm phí ship, bao ship cho anh chị luôn.